yêu không công khai và dấu hiệu của bad boy. Chị nghĩ sao về một mối quan hệ không công khai á? Chị trả lời 1000 lần rồi là chị tin một cái mối quan hệ nó không công khai trừ khi là có một cái lý do đặc biệt. Nhưng mà các bạn hiểu là lý do đặc biệt là trường hợp rất đặc biệt, và các bạn sống như một người bình thường, làm công việc bình thường thì nó chả có lý do gì đặc biệt để cái mức các bạn không công khai được cả. Không công khai thì chỉ có là muốn có thêm mối khác hoặc là muốn thả thính. Nói chung là không muốn mình ràng buộc và vẫn muốn mình có mối này mối kia thì mới thế thôi, chứ còn chả có ai mà lại không công khai cả. Bởi vì là con người á, một khi mà người ta đã hạnh phúc á thì bao giờ người ta cũng muốn khoe cho người khác biết à. Nếu mà người ta thực sự hạnh phúc thì lúc nào người ta cũng muốn khoe, khoe nhiều khoe ít thì tùy mỗi người, nhưng mà chả có ai muốn giấu cả, đúng không? Có cái gì mà hay ho, có cái gì mà tốt đẹp là chẳng muốn khoe bỏ mẹ được. Ý không muốn khoe là bởi vì là muốn giấu, là muốn có mối khác thôi, đúng không? Công khai ngoài đời nhưng trên cá nhân vẫn để độc thân thì sao á? Thì nó sẽ tán gái trên mạng. Tán gái trên mạng như gì đâu. Nói chung là nếu mà đối phương hoặc là đối phương không để ý cái điều đấy thì các bạn có thể hỏi, hoặc là các bạn có thể trêu kiểu dạng là các bạn có biết cái kiểu mà thỉnh thoảng mình sẽ nói chuyện với nhau như là hai người không quen đâu. Đấy, thì mình giả vờ làm quen lại á, nhưng mà ý mình là hỏi là tỏi anh có người yêu chưa, anh bảo có rồi thì bảo là thế sao trên trang cá nhân, em thấy trên trang cá nhân của anh để độc thân mà. Mình sẽ nói chuyện như thế để nhắc khéo người ta, hoặc là mình nhắc thẳng với người ta luôn là tại sao có người yêu rồi mà cũng còn để độc thân. Một là người ta quên, hai là quên đâu, chả có chuyện gì quên cả, nhưng mà nó vẫn online Facebook hàng ngày thì chả có chuyện nó quên đâu, nó muốn để như thế thì nó tán được khác đấy. Trên mạng thiếu gì đứa mà bên ngoài không biết. Cho em không biết thì nhiều bọn con trai nó chơi với nhau buồn cười lắm. Tức là trong nhóm bạn đấy có một thằng hôm nay dắt người này đến và mai dắt người khác đến, tức là mọi người thái độ mọi người vẫn bình thường và không thấy có gì bất thường hay là ngạc nhiên cả, thậm chí là không trêu đâu. Tức là người ta chỉ trêu nếu mà cái thằng con trai đấy rất là lụy tình và chỉ có một đứa con gái thôi thì dắt đứa con gái đấy đến thì người ta sẽ hay trêu kiểu là ơ hôm qua thấy dắt đứa khác đến cơ mà. Nhưng mà thằng con trai đấy là một chap boy và mỗi hôm dắt một đứa đến á thì bọn con trai nó sẽ không trêu đâu, sẽ không cho em biết là cái thằng con trai đấy nó đã dắt một người khác đến hôm trước đâu. Nên là cái việc công khai kể cả là bạn bè biết đi chăng nữa nhiều lúc nó cũng chả chính xác là như thế. Tại vì là mình đã ngồi nghe bọn con trai nói chuyện với nhau, tức là kiểu tình cờ ngồi với cả cái nhóm đấy nói chuyện với nhau mới biết được những cái như thế luôn ấy. Chuẩn luôn chị ơi á. Ừ đấy, nên là không có mong chờ gì vào cả. Các bạn cảm thấy bất thường thì là nó bất thường thật đấy, cái gì đâu. Đàn ông gian dối quá chị ạ, giờ cũng không biết sao á. Thì bỏ đi. Trời ơi, cô níu làm gì? Tối như mà vẫn cứ cố mà ngửi nữa, đúng không? Trên đời này thiếu gì trai. Nếu mà em cảm thấy là đấy là cái người tốt nhất đối với em thì bởi vì là em đang chưa làm nào để cho mình có giá trị hơn để mình gặp được những người tốt hơn thôi. Đấy đâu phải là người tốt nhất đâu, chưa bao giờ là người tốt nhất cả. Có mỗi em nghĩ như thế à? Lúc nào em cũng sợ là mình sẽ không gặp được người khác hay là như thế nào đấy. Hứa như đúng rồi, giờ chả biết tin ai, lòng người khó đoán. Tại em tin đấy chứ. Trời ơi, người ta hứa là việc của người ta, em tin là việc của em chứ. Kiểu như các bạn phải đủ thông minh để biết được là lời hứa nào thì nên tin, lời hứa nào thì không chứ. Ví dụ như người ta hứa như thế nhưng mà hàng ngày người ta vô tâm vãi cả, người ta kiểu tồi tệ vãi cả mà vẫn cứ tin sái cổ. Hàng ngày nó kiểu vô tâm, nó đánh đập, nó chửi bới, nó nhục mạ, nó nói cái này, nó nói cái kia, xong rồi nó bảo là anh sẽ cưới em, xong cũng tin. Thế chịu rồi, không thuốc gì chữa được nữa. Bây giờ các bạn phải có cơ sở các bạn mới tin chứ, đúng không? Ví dụ như đấy là một người mà rất là có trách nhiệm, đấy là một người rất là tốt, đấy là một người rất là biết lo toan, đấy là một người rất là thương mình. Người ta hứa cưới các bạn thì ok, các bạn cứ tin đi, không sao cả. Nhưng mà nó tồi vậy, bạn vẫn tin. Vãi từ đầu. Xong rồi lại hỏi chị ơi, tin không có cơ sở, đúng không? Không phải là các bạn sống không cần thiết là phải ai các bạn cũng nghi ngờ, nhưng mà các bạn nên đặt niềm tin đúng chỗ, không phải là cái gì cũng tin. Không tin xong rồi lại như thế, khổ lắm. 23 quả khế chị Nắng đang ế. Ok. Khi bạn trẻ trâu nhưng muốn gây sự chú ý với crush. Bạn kia tán em mà bạn ý cứ trêu em suốt ngày, tinh tế thì ít mà vỗ đầu em thì nhiều, mệt ghê á. Vỗ đầu em thì nhiều, mệt ghê. Cái lùm á. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây nhá, một bạn nữ ở đây nói ra cái suy nghĩ của bạn nữ ấy. Thế nên là có bạn nam nào ở trong kênh chat mà đang gây sự chú ý với crush bằng cách vỗ đầu thì suy nghĩ lại nha. Kiểu như là các bạn nghĩ thế là hay, các bạn nghĩ thế là ngôn tình, nhưng mà mình đứa con gái nó sẽ nghĩ kiểu thằng thần kinh ấy. Vỗ đầu. Buồn cười đấy, hiểu được ấy. Ngày xưa mình đi học cũng thế. Ngày xưa là mình có một bạn đấy thích mình các bạn ạ. Bạn ấy thích mình thì mình cũng biết bạn ấy thích mình, rất bạn ấy, mình giống bạn Quỳnh Hương người này, tức là rất là biết cái thằng ấy nó thích mình. Nhưng mà cái thằng đấy thì nó trẻ con, nó bằng tuổi mình nhưng nó trẻ con, nó cứ nghĩ là kiểu nó làm này làm cái kia để gây sự chú ý với mình là hay ấy. Nhưng mà mình thì chỉ thấy nó kiểu bị trẻ con thôi. Ví dụ như là nó cứ kiểu ra trêu mình rồi trêu ngươi mình làm mình tức ấy. Kiểu nó cố tình trêu tức mình rồi là nó cứ mày tao tao, nó cứ kiểu nó cứ nói mấy cái tào lao với cả nó làm mấy cái trò hề để kiểu trêu ngươi mình ấy. Xong nó nghĩ như thế là gây sự chú ý với mình, nhưng mà mình với tư cách của một đứa con gái mình thấy nó như thằng dở hơi. Kiểu như dở hơi. Tức ghê. Em mệt ghê. Chị cũng mệt ghê. Cười luôn. Nên là các bạn nam đấy, các bạn hãy người lớn lên, các bạn đừng nghĩ là mấy cái trò trẻ con của các bạn là gây sự chú ý với con gái nha. hay là kiểu con gái nó sẽ thích như thế và nó nghĩ như thế là ngôn tình nha. Nó sẽ nghĩ các bạn là thằng dở hơi đấy. Em thấy nó như thằng thần kinh á. Ừ đúng rồi. Ô, cái bọn con trai mới lớn nó thế á. Nó nghĩ là tức là nó muốn rất là muốn gây sự chú ý với người nó thích, nhưng mà nó không biết cách. Nó không đủ tinh tế, nó cũng không đủ người lớn, nó cũng chả có cách gì cả. Nó bắt đầu kiểu làm mấy cái trò con bò ấy. Nó buồn cười lắm. Ngày xưa mình đi học hay thế, mình còn bị mấy cái thằng nó bắn giấy vào lưng này. Tức là nó cố tình kiểu không, mấy cái thằng đấy là mấy cái thằng vô duyên rồi, mấy cái thằng mà kiểu cứ bắn giấy vào lưng ấy. Các bạn biết cái trò lấy cái chun xong rồi vo tờ giấy vào xong bắn chiếu phát vào lưng không? Đấy, tức là bắn giấy vào lưng, bắn giấy vào đầu, rồi là đi dạo sân trường nó cứ cố tình kiểu va vào người mình ấy, hay là nó cố tình húc vào xe mình ấy, mất dạy lắm. Cái cách tán gái khi mình quá nhạt đi á, thế thì mình phải làm cho mình mặn lên đã em ạ. Chứ mình đừng cố tình cố gắng dùng cái nhạt của mình đi tán gái. Nếu mà mình đang thấy mình nhạt thì mình hãy làm cho mình mặn lên. Nếu mà mình thấy mình đang xấu thì mình làm cho mình đẹp lên. Nếu mà mình thấy mình đang dốt quá thì mình làm cho mình giỏi lên, xong rồi hẵng đi tán gái. Chứ còn nếu mà mình mà kiểu cố gắng dùng cái nhạt đấy đi tán gái thì nó hơi no hope ấy, thì nó hơi khó. Khó hơn rất là nhiều. Nghe nàng nói xong chấp nhận ế thêm vài năm nữa vậy ạ. Ơ kìa, bạn không nhất thiết là khi bạn phải hoàn hảo bạn mới có người yêu đâu. Đấy là cái gợi ý của mình thôi. Nhưng mà bạn phải biết là bên ngoài kia có rất là nhiều người, người ta chưa hoàn hảo mà người ta vẫn có người yêu. Chứ nếu ai cũng chờ mình hoàn hảo, ai cũng chờ mình đẹp lên rồi, ai cũng chờ mình giỏi rồi, ai cũng chờ mình có nhà, có xe, có cái gì rồi mới bắt đầu đi tán gái, thì lúc đấy mẹ mấy cái bạn nữ mà ngày xưa thích nó đẻ hết rồi. Nó đẻ 3 đứa hết rồi, không còn lựa chọn nữa ấy. Lúc đấy kiểu, hoặc là có lựa chọn lúc đấy mà có tiền, có nhà, có xe, các thứ rồi có thể đi tán mấy em nhỏ nhỏ được. Nhưng mà các bạn ạ, cái giai đoạn tuổi trẻ của mình ấy, nó là cái giai đoạn mà sau này nó không bù đắp được. Tức là mình yêu khi mà mình còn trẻ khác, khi mà mình già khác. Nên là nếu mà không yêu khi còn trẻ thì cũng hơi phí. Nói chung là nó mâu thuẫn lắm, cuộc đời nó thế, các bạn làm sao mà hoàn hảo được. Nếu mà các bạn đang trẻ, các bạn chưa có gì, các bạn cũng kiểu nếu mà gặp người mình thích thì cũng cố gắng cũng được. Chứ bây giờ bảo là cứ phải giàu rồi, có nhà có xe rồi mới cưới, mới bắt đầu đi tán gái thì chắc mẹ xuống lỗ hết. Không điều tra như tinh tế là có sức hút liền ạ. Tùy đâu em ạ. Nhiều người cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít dễ che thì nhiều. Thì đúng rồi, thì nó phải như thế chứ, ai mà biến mình thành nhân sâm thì mới có giá chứ. Mẹ bây giờ cái cốt cách thì là cốt cách dễ che, nhưng mà cứ đòi giá thì phải giá nhân sâm thì mà ai mà đỡ được, đúng không? Quan trọng là bạn biến mình thành dễ che, biến mình thành nhân sâm chứ. Giờ bạn lại than thở. Ok. Khi một cô gái xem quá nhiều phim ngôn tình. Chị ơi, làm sao để tự nhiên gặp được nam chính như trong truyện bước ra, như trong phim nhỏ, hoặc bỗng dưng có mấy yếu tố kỳ ảo, kỳ diệu, tuyệt vời làm cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo, bớt buồn, ngày nào cũng như ngày nào mà không khiến cho mình bị hoảng sợ nhở? Cái lũ vía. Chị nghĩ là em không nên tìm cách để cho những cái chuyện ảo ma Canada đấy xảy ra trong cuộc đời của em đâu. Mà em hãy tìm cách để thay đổi suy nghĩ của mình đi, hãy xuống mặt đất đi, đừng có bay bổng nữa. Thay vì là em nghĩ là phải những cái chuyện kiểu như trong phim thì nó mới là ảo ma ấy, thì em sống trong thực tại đi. Thì em sẽ thấy là có rất là nhiều thứ trong cuộc sống này nó vẫn hay lắm, nó vẫn thú vị lắm. Không cần phải như nam chính trong phim ngôn tình đâu. Không có trên cuộc đời đâu em ạ. Ví dụ như là kiểu ngày xưa hồi chị con nít ấy, là chị xem mấy cái phim Hàn Quốc chị cũng thích lắm. Mấy cái phim mà kiểu như là nam chính vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa mẹ có quyền, có tiền, các kiểu. Nói chung là cái gì cũng có và có thể búng tay giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Thậm chí là có cả những cái kiểu như là siêu năng lực này kia nữa cơ. Thì chị kiểu hồi đấy là chị cũng bị ảo như vậy luôn ấy. Nhưng mà sau này thì chị lại thích xem những cái bộ phim tình cảm của châu Âu hơn. Bởi vì là những cái bộ phim mà người ta kiểu tả thực những cái tình yêu trong cuộc sống hàng bình thường ấy. Mọi thứ nó diễn ra bình thường, nhưng mà tình yêu nó đẹp như cổ tích vậy á. Người ta sống, người ta hết mình vì nhau, người ta yêu thương nhau. Tất nhiên là vẫn sẽ có cãi vã trong cuộc sống, vẫn có cái này cái kia, chứ không phải kiểu ảo ma như phim Hàn Quốc. Kiểu bình thường thì chả có cãi nhau. Nó chỉ có xảy ra những cái vấn đề kinh khủng khiếp như là mẹ của nam chính không cho hai người đến với nhau hay là gì đấy, xong rồi đập một cục tiền vào mặt và hãy rời xa con trai của tôi. Chị không bị ảo phim đấy nữa rồi. Những cái bộ phim mà mình xem á, nó tả thực cực kỳ luôn á, trong như cuộc sống hàng ngày luôn, chứ cũng không phải là cái gì mà cao xa đâu. Vẫn có cãi vã, vẫn có khó khăn, vẫn có xích mích, nhưng mà đấy cuối cùng thì kiểu người ta đủ yêu thương, người ta vẫn cố gắng với nhau đấy. Mình xem kiểu đấy, chứ bây giờ mình không thích xem những cái bộ phim mà kiểu Hàn Quốc nữa rồi, hết rồi. Đến tận bây giờ kiểu suy nghĩ về người yêu tương lai, tức là kiểu có một kiểu người đấy mà khiến cho mình sao nhỉ, cũng không phải kiểu người mà là ý là kiểu suy nghĩ về tình yêu tương lai ấy, thì mình vẫn mong muốn là có một chuyện tình cảm kiểu bình thường thôi, hai người yêu nhau, cố gắng với nhau trong công việc, cuộc sống thôi. Chứ không phải là yêu đương lên tận mây xanh xong rồi rời xa tất cả những khó khăn trong cuộc sống, rồi quên mẹ luôn cả công việc, học hành, các thứ trong cuộc sống không. Mình vẫn rất là thực tế á, chứ không phải ảo ma đến cái mức mà kiểu sống cuộc sống màu hồng chỉ có tình yêu không. Vẫn còn cơm áo gạo tiền, vẫn còn rất là nhiều thứ trong cuộc sống phải lo chứ. Phải cùng nhau xây dựng chứ làm sao mà kiểu mày sống rời xa thực tế được. Giờ hết tuổi rồi, già rồi. Em đã cố thực tế xong thỉnh thoảng lại thấy buồn buồn chán chán quá, quay ra muốn mơ mộng ảo ma luôn hay à? Em có thể không xem phim nữa mà mình có thể đi ra ngoài nhiều hơn để cho nó bớt đi ấy. Tại vì ngày xưa cái hồi cấp 3 chị rảnh quá, chị ở nhà chị xem phim nhiều, chị cũng bị thế đấy. Cái đợt nào mà xem phim xong là cũng kiểu thấy mình mẹ như trên giời ấy, nó không xuống mặt đất. Nên là mình xem ít thôi. Tỉnh ngủ đi em ơi, không là không ai cứu được em đâu.